Chiều 9 tháng 5, tổ đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Tổ đại biểu gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và bà Trịnh Ngọc Thúy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố. Hơn 200 cử tri đã có mặt từ rất sớm để tham gia. Buổi tiếp xúc cử tri tại quận 2 kéo dài từ 14 giờ chiều 9 tháng 5 đến gần 21 giờ cùng ngày. Nhiều cử tri còn nán lại trao đổi riêng với từng đại biểu Quốc hội. Những vấn đề liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã làm nóng nghị trường. Nhiều năm qua, người dân bức xúc về việc xác định ranh quy hoạch của dự án cũng như chính sách bồi thường tái định cư. Cử tri phản ánh về giá đất đền bù cho người dân và giá bán nhà ở trong các dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay chênh lệch quá khủng khiếp. Tôi muốn nói về vấn đề đền bù của đô thị mới Thủ Thiêm. Đô thị mới Thủ Thiêm, tôi đã gọi lên công ty Sala, phòng kinh doanh của công ty Sala, thì công ty Sala đã nói rằng là bán 350 triệu đồng một mét vuông và đã bán hết rồi, không còn cái nào nữa hết. Chị có muốn thì 2018 chúng tôi sẽ có một số căn hộ nữa, nhưng mà là 23 tỷ một căn. Thì lúc đó tôi sẽ kêu chị, thì tôi đề nghị nghĩ rằng là nhà nước đền cho tôi 18 triệu đi nè một mét, mà bán lại cho công ty sẽ bán lại là 350, không biết giao đất cho công ty Sala bao nhiêu. Nhưng mà tất cả công ty Sala bán ra 350 triệu một mét. Như thế thì tôi thấy rằng là bóc lột dân quá, ép dân quá, bóc lột dân quá, trong khi người dân rất nghèo, đa số là nghèo, còn thiểu số mới là giàu. Cho nên là tôi nghĩ rằng là phải coi lại cái vấn đề này. Nhiều cử tri đã không kìm nén được xúc động, bật khóc, nêu ra những thắc mắc của mình, mong lãnh đạo các cấp giải quyết sớm những đơn thư khiếu nại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Cử tri Nguyễn Hồng Quang đưa ra tấm bản đồ cho thấy nhiều khu vực không nằm trong ranh đất thuộc diện bị thu hồi để làm dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Chú ý là các lõ trung tâm theo bản đồ quy hoạch 1 mà phần 5.000 đã từng thủ tướng bỏ nghiệm phê duyệt. Và các cái điều chỉnh sau này cũng căn cứ vào 367 và bản đồ đây. Đây là bản đồ quản lý quy hoạch và các phần này là ngoài 5 khu phố của tôi nằm ngoài ra trong bản này. Đây là từng trạng đảo huyện chùa, trạng khách và chúng tôi nằm ngoài. Đó, cho nên cái này là đây là bản đồ của hợp pháp chúng tôi lấy từ cục lưu trữ. À, tôi thì cô có ký đàn bài, bản sao từng bản cấp. Cho nên ở đây chúng ta không mơ hồ là có bản đồ không có bản đồ, tuyệt đối có bản đồ và chúng tôi tuyệt đối nằm ngoài ranh. Và chúng tôi muốn nói cái chung là chúng tôi sẽ làm đối thoại cuối cùng với chính quyền để giải quyết dứt điểm về trong ranh ngoài ranh. Đối thoại về nếu ngoài ranh thì chính quyền đối thoại, nhà đầu tư đối thoại với người dân. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh tài sản của mình cho sự phát triển đất nước. Cho đến ngày hôm nay chưa thấy một cái công trình công cộng phúc lợi xã hội, quảng trường để diễu hành, để diễu binh, chưa có một cái nơi thành phố đông như thế. Chúng tôi rất là vui, sẵn sàng hy sinh. Nhưng mà thấy phân lô bán này công ty kinh doanh là nhiều, làm đường thì ai thì bao thì kéo dài, nhưng mà lấy đất là thực tế giá trị lớn. Nhiều cử tri khác như cử tri Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Tám khẳng định đất của gia đình nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng chính quyền vẫn cưỡng chế thu hồi. Nhiều người dân hiện nay phải sống tạm bợ trong những căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa có chỗ ở ổn định đã nhiều năm nay. Cuộc tiếp xúc cử tri càng lúc càng căng thẳng, hàng loạt vấn đề được nêu ra như 4 con đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm có tổng chiều dài gần 12 km nhưng lại được đầu tư tới 12.000 tỷ đồng. Đến gần 21 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tổng kết nêu ra các vấn đề mà cử tri quan tâm, trong đó có 4 vấn đề cơ bản bao gồm: về cơ sở pháp lý nào mà thành phố tổ chức thu hồi đất của người dân để hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay sẽ yêu cầu thành phố phải trả lời công khai minh bạch. Về chính sách cơ sở tiến hành kiểm đếm lập hồ sơ đền bù cho người dân, còn nhiều hồ sơ mà người dân cảm thấy chưa đúng quy định pháp luật. Cử tri đề nghị đại biểu báo cáo với Trung ương, đề nghị thanh tra toàn diện dự án Thủ Thiêm. Cử tri cũng mong muốn tổ đại biểu đại diện cho quyền lợi của người dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Một cái cam kết mà tôi đã nói rất nhiều lần và tôi vẫn đeo đuổi theo cái điều đó đó là vẫn tiếp tục lắng nghe ý kiến cô bác và trong lãnh đạo
tôi vẫn đề nghị với lãnh đạo thành phố là phải chỉ đạo đối với Ủy ban nhân dân thành phố để rà soát lại toàn bộ cái hồ sơ pháp lý của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau đó có một cái kết luận rất rõ ràng và báo cáo một cách công khai, minh bạch cho bà con cô bác ở Thủ Thiêm biết. Cái chuyện đó là chuyện mà phải làm. Tất nhiên là nó cần phải có thời gian thôi. Đốc thúc cho nó nhanh hơn, đấy là trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân. Thì xin thưa với cô bác như vậy. Và trước khi tôi đi tiếp xúc cử tri ở đây, tôi cũng đã có hội ý với Thường trực Thành ủy. Hôm nay tiếp xúc cử tri chắc chắn rằng sau một loạt cái thông tin báo chí về cái bản đồ 1/500, 1/5000 rồi một số cái vấn đề về chính sách khu đô thị mới Thủ Thiêm thì chắc chắn là cô bác sẽ đề cập rất nhiều. Cho nên tôi báo cáo đồng chí Bí Thư và các đồng chí trong thường trực, tôi sẽ lắng nghe đầy đủ ý kiến của cô bác rồi sau đó tôi sẽ về báo cáo lại với các đồng chí thường trực để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết vấn đề này nó rốt ráo, thấu đáo cho bà con, bởi vì để kéo dài quá lâu rồi. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 2 rà soát lại hồ sơ mà người dân phản ánh cưỡng chế không đúng quy định, xem lại tính pháp lý của những vụ cưỡng chế. Những vấn đề cụ thể mà cử tri bức xúc thì lãnh đạo quận 2 gặp riêng để nghe lại tình hình cụ thể với quy định hiện hành để trả lời thuyết phục. Những cái gì sai thì cần phải sửa, những cá nhân nào làm sai phải chịu trách nhiệm trước người dân và pháp luật.